Xin chào các bạn nha, xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Hoàng Đạo TV nha. Tại ngày hôm nay mình lại có mặt tại chợ Châu Bắc Hà nha, để quay chia sẻ cập nhật giá châu cho mọi người. Các bác quan tâm thì tròn luôn liên hệ, các bác quan tâm đến châu chợ Châu giá châu thì có thể cho em xin một nút like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ giúp em nhé. Rất là nhiều châu đẹp, châu to này, và châu giống, châu thịt, châu to, châu mà loại nào cũng có. Chợ phiên lớn nhất ở Tây Bắc. Đây là con trâu đực to này. Chán à? Trâu được đen, người đẹp bán trâu. Con này sừng khá là to này, sừng vẫn còn ngắn. Con này bán khoảng bao nhiêu đấy em? 40 à? Con này đẹp nhỉ, đẹp đen xì, trâu đen, người cũng đẹp. Nhà ở đâu đấy em? Ở đây thôi à? Chúc em bán đắt hàng nha, xinh thế, người đẹp bán trâu đẹp. Đây con nghé đực khá đẹp, dù nó hơi gầy. Rất là nhiều trâu. Từ đây đến ở bên kia chắc là nó phải tầm 100 mét là toàn là trâu hết. Từ đây đến điểm cuối kia. Châu ở đây thì cũng các tỉnh ở phía Bắc người ta cũng đến đây, ví dụ như Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái. Họ rất đi lại nhiều quá cho nên là mình phải tránh né con trâu. Đây con trâu trắng này, trâu bạch. Con trâu trâu được. Có hết đầy đủ. Con này trâu trắng hay sừng đen? Cặp này 22 triệu, châu mẹ hơi gầy. Triệu đấy là nó lố vậy. Sáng hội là 23 triệu không bán, bây giờ bán 20 triệu. Tao mua nhanh chóng chỉ có một phát thôi. Xếp xe tao mua vào.
20 triệu không mua được. Toàn là những con trâu được to. À, đây con này chắc là trâu cái chứ nhìn to. Ô, con trâu cái đây. Rất là to. Con trâu đực này sừng dài nhé. Sừng rất là nhọn. Con này cặp sừng đẹp, sừng dài này. Sừng rộng. Hai khoái đằng trước. Con này bán bao nhiêu đấy chú? Con này bán 28 triệu. Bộ sừng dài, sừng nhọn. Có con nào? 32 triệu. Giá bao nhiêu ạ? 20, giá bao nhiêu? Chú này vừa nãy mình hỏi ông 28, giờ thợ hỏi ông 32. Chính tỏ các chú thì mình không hề mua thì các chú nói không chuẩn mấy. Con này có 29 phải. Con này quá gầy.
Đây, con này chú giả hành chín. Lịch sự. Con 14. Ủa, đây có một người đẹp bán trâu nữa này. Ôi em quay lại đây kia. Ôi đẹp thế. Con trâu này bán bao nhiêu đấy em? 37 à? Trâu của em à? Nhà ở đâu xuống đây bán trâu đấy? Nhà ở đâu đấy? Mất hàng. 37 triệu. Toàn người đẹp bán trâu. Có người yêu chưa? Chưa có người yêu nhưng mà có chồng rồi. Ồ, này có chồng. Tưởng chưa có chồng thì tí để anh dắt hộ cho. Cả chồng đi không? Có. Người đẹp bán trâu, rất nhiều trâu đẹp. Lượng khách đi mua trâu cũng khá là đông nhé. Mà trâu bò cũng rất là nhiều. Nó đang đông trâu. Xuống cái khu này thì 12 á. Đông trâu quá à, đông người với lại đông trâu đi lại rất khó khăn luôn. Đúng. Con này đúng rồi thì anh bán. Châu này có phải châu 11? 10 quay đầu. 10 quay đầu. Châu bò đi lại đông quá. Phải né sang bên này một tí. Rồi. Châu đẹp. Né bao tiền anh ơi? Đúng rồi. Con này cũng sừng ấy nhỉ? Xong không phải nói con này. Châu to.
ơ cho nó quên nhỏ la cai cho nó cho mà làm việc châu không ơi nào châu muốn đúng không muốn 3 triệu chắc hổ mà nè đúng 4-3 triệu bốn ba triệu mình bán mình đi xuống đằng sau mình quay con này to đấy sừng liền sừng khá là dài nhỉ. Oh. Quay con này một chút. Sừng rất là dài. Thân thì nói chung là cũng không phải to lắm nhưng mà sừng ôi bộ sừng này nhỉ. Ghê chưa? Chắc nó hồng cho chọi nhau sao ấy. Mắt. Bút chúc. Nhà bao nhiêu? Ô, con trời này. Để nhà nhà nó đánh mẹ nó còn làm hỏng hết mắt rồi, mang đi bán à? Trời trời. Em đập, anh có tin không? Ừ, đóng đi. Trong này có phải có cho mừng like không? Không phải. Không phải. Mày cứ đi xem con châu ấy vẫn còn. Con châu này khác hơn con châu của mình. Cái châu này bị thiên lên châu thẳng bay. Mưa à? Giống con này lắm anh ơi. Đúng thấp thấp bê bê này. Nghe tập phố lên mưa đúng. Cá tính nhiệt chiều thẳng lên mưa đúng cá với hào chiều đây. Cái này cá mới chỉ là. 40 thì họ. Lại đi. Nó không nha. Cô đây có con này to này. Ui con này trâu to. Họ dắt đi rồi. Đây, cô con này rất là to này. Nhưng mà sừng ngắn. Đây. Bằng cao của cô. Chúng ta chạy dán đây. Đó là nhiệm. Đúng rồi. Thế mà
Đây này, trong bộ kia nhanh nha. 37 triệu. Biết cỡ. Đi quay trâu có lúc rất là nguy hiểm vì con trâu nó rất là cái con có con trâu đực ấy nó rất là hung dữ. Nó nhìn thấy con khác thì nó cứ chỗ này có con này to này, họ bộ ở đây to và sừng dài, sừng khá là dài. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. À, mọi người xem video thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới mà mình đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại. Wow.